Hiện nay, huyện Yên Mỹ đang tích cực xử lý, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp theo kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đến hết tháng 11 năm 2021, dự kiến xử lý được 36 trường hợp vi phạm. Theo kế hoạch, đầu tháng 11 năm 2021, công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất công điền có tổng diện tích trên 55m2 được xây dựng vào năm 2019 của hộ gia đình ông Phạm Văn Phong ở thôn Dịch Trì, xã Ngọc Long phải giải tỏa. Đây là lần thứ 3 Ủy ban nhân dân xã Ngọc Long tiến hành giải tỏa nhưng gia đình không hợp tác, vẫn tái lấn chiếm. Thời điểm này, bên cạnh việc thực hiện các thủ tục cưỡng chế giải tỏa theo quy định, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu và tự tháo dỡ. Theo chỉ đạo của huyện, tất cả các xã mà còn tồn đọng là trong tháng 11 là phải xử lý. Cái trường hợp phát sinh mới, phát sinh đến đâu là chúng tôi xử lý luôn đến đó, không để tồn đọng. Với phương châm làm đến đâu gọn đến đó, dễ làm trước khó làm sau, trong 2 tháng, tháng 10 và tháng 11 năm 2021, 9 xã và thị trấn của huyện Yên Mỹ sẽ tập trung giải tỏa 36 công trình xây dựng nhà ở, nhà xưởng, chuồng trại trên đất nông nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.000m2, tập trung nhiều tại các xã Đồng Than, Giai Phạm, Tân Lập. Trong đó có nhiều công trình kiên cố có giá trị nên để công tác giải tỏa thuận lợi, công tác tuyên truyền được các địa phương đặc biệt chú trọng. Muốn quản lý chặt chẽ thì trước mắt phải làm tốt công tác tuyên truyền cho mọi người dân phải hiểu rằng là cái lợi và cái hại như thế nào, thì người ta đã thấu hiểu và thông suốt về tư tưởng thì người ta chấp hành rất tốt. Mặt khác là về cơ sở là tích cực kiểm tra để phát hiện ngay từ ban đầu có hiện tượng vi phạm, báo cáo ủy ban xã để có kế hoạch giải tỏa và cưỡng chế luôn, chứ không để có nghĩa rằng xây dựng như ngày trước nữa. Để xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm, tránh tình trạng trên nóng, dưới lạnh, thiếu sát sao, kiên quyết, huyện Yên Mỹ tăng cường gắn trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý những tập thể cá nhân để xảy ra vi phạm, chậm chạp trong việc thực hiện giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi. Rút kinh nghiệm những cái thời gian trước đây là việc vào cuộc của các cái địa phương là xã cấp xã là thực sự nhiều nơi cũng chưa tích cực, thì chúng tôi có cái giải pháp rất là quyết liệt như thế này, tức là mời lãnh đạo các xã lên bàn để xây dựng cái kế hoạch. Tất cả những xã mà đã thống nhất với huyện thì đều buộc phải tiến hành tổ chức giải tỏa, không thể chần chừ thêm được nữa. Đến nay, huyện Yên Mỹ đã hoàn thành việc xử lý 267 trên 486 công trình vi phạm, trong đó tự tháo dỡ là 134 trường hợp. Từ nay đến cuối năm là giai đoạn cao điểm thực hiện kế hoạch số 93A của huyện Yên Mỹ.